Rồi Tùng xin chào mọi người nha. Thì hôm nay tuần này thì bận quá mọi người. Tùng chỉ làm được một cái clip này thôi. Thì trong clip này Tùng sẽ làm cho mọi người là một bộ combo vừa cần bên máy bên một con Biomaster và gì ta? Cái máy EU này. Hôm bữa anh kia mua máy rồi thì còn có máy EU này lại thì hôm nay Tùng thanh lý luôn nha. Thì anh em nào mua thì cứ liên hệ lại Tùng nha. Thì mở đầu clip này thì Tùng sẽ giới thiệu con máy đầu tiên là con Biomaster nha mọi người nhé. Con Biomaster này, đây là con Biomaster size 4500 của Shimano, thì tương đương với size thật của nó là khoảng 6000 mọi người nhé, 6000. Này, đây là ngoại hình của nó này mọi người coi này, phần rotor nó này, đấy, còn khá là đẹp nha. Biomaster này, con này chạy 3 pin nha mọi người nha. Này, có nha mọi người. Đấy, GT 4500 thì con này có cước, cước này thì cũ lắm rồi nha mọi người nha. Cước này anh em rồi mua về thì thay cước này đi. Đây. Thông số nó nè mọi người. Ratio nó nè, 4.41 nè. Dây nó nè mọi người. Số 7 và 180 nha mọi người nha. Đấy. Thân dưới nó nè mọi người, chân máy nè. Đấy. Khó đổi chiều nha mọi người nha. Đây, đây quay tới nè. Đổi chiều nè mọi người, nó có hai chế độ nha, trước và sau. Trước và sau nha. Máy này thì anh em mua về. Máy này thì anh em mua về thì câu xong này. Câu xong này. Câu lên C này. Đấy. Rồi hình đó thì tương đối nha anh em. Tương đối. Không quá xấu, không quá đẹp. Này, chất liệu carbon này mọi người. Này, chất liệu carbon này. Đấy. Shimano nha mọi người nha. Tôi quay kỹ cho mọi người nha. Thì mọi người cứ coi đánh giá, anh em nào thích thì liên hệ Tùng. Đây. Con này thì thu dây bình thường nha, thu dây này, đổi này. Cói này. Đó, bobin bên trong đó mọi người. Thì cái con này nó không có tiếng, khi mở cái này ra thì nó không có tiếng rắc của cái nắp nha mọi người nha. Bánh răng bằng kim loại luôn nha mọi người nha. Ở trên bánh răng nó có lông đờn nè. Con lăn thì bình thường luôn nha. Nói chung là con này hoạt động bình thường hết. Hoạt động bình thường hết. Anh em nào mua con này giờ câu xong nè. Miếng lông đờn đó mọi người. Cái con này mọi người thu dây bình thường nha, cho mọi người không thể nào quay nhanh như thế này nha, quay nhanh thế này thì nó hơi cứng xíu. Mọi người thu dây bình thường. Đó, thì con Biomaster này nha, mọi người về mọi người chơi. Đấy. Chơi câu xong rồi cũng rất là ok luôn. Giá con này rẻ thôi mọi người. Đấy. Rồi ok. Giá con này là 600 ngàn anh em nhé. Này 600 ngàn này. Đấy. Anh em nào mua thì liên hệ Tùng. Một đồng được bình thường hết. Đấy. Thì con này mọi người câu á. Câu vài năm nó cũng vậy mọi người. Tại vì nó body nó đi như vậy rồi nhá. Trầy xước thì nó không có nhiều đâu. Đây, không câu nữa mọi người, gấp lại như thế này thôi, rất là tiện luôn. Giá chỉ 600 ngàn thôi. Thì con này dòng Biomaster mà mọi người, so với những cái dòng hiện tại bây giờ thì con này nó sẽ bền hơn nha mọi người. Với lại size này nó lớn hơn nha. Size 6 ngàn. Đấy. Máy này không làm một clip nói nó
nó không được cho chạy lắm nhau mọi người nha. Thì cái này mọi người không thích, mọi người đổi tay trái phải nè mọi người. Này, cái này đổi tay trái phải nè, bình thường hết nha. Này, mọi người mở ốc ra, mọi người thay tay quay qua. Này, thì cái này của một anh khách đó, anh nhờ Tùng thanh lý luôn nha. Thì Tùng thanh lý nè, đấy Tùng thanh lý Bio Master nha mọi người nha. Dòng Bio Master thì mọi người biết rồi, chất lượng nó rồi, của Shimano rồi. Đấy, 600.000. Và bây giờ mình sẽ qua con thứ hai nha. Con thứ hai còn clip này Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người là một con máy Bench. Bench Colic 2. Thì Bench Colic 1 mọi người biết rồi. Thì con Bench full metal body mọi người. Full metal body nha. Thì đối với con Bench Colic 2 này thì nó sử dụng hai chất liệu chính, đó là composite graphite với spool, đó là nhôm anod aluminum nha mọi người nha. Đây, nó cho trọng lượng rất là nhẹ luôn. Con này sẽ 4.000 đó mọi người, thôi là câu lua này, câu linh xê nè, câu chép nè, mì dinh nè. Thì con này trọng lượng nó chỉ có 277g thôi, rất là nhẹ luôn. Nó chạy lên nền tảng là 8 building nha mọi người nha. 8 building. Đây, cối nó nè. Đó. Nhôm nha mọi người nha. Cối nó sử dụng nhôm anod aluminum nha. Đấy. Đó đi mọi người nha. Còn cái thân của nó là composite nha, chất liệu composite graphite. Nói chung là nó chống ăn mòn và nó rất là bền luôn mọi người nha. Đấy. Con này ngoại hình nó cũng khá là mới luôn. Đấy, nó chỉ trầy những cái điểm mà nhạy cảm thôi mọi người. Đây nè. Đấy, còn lại rất là mới luôn. Còn lại rất là mới luôn nha. Thì con này nó có cước sẵn rồi mọi người nha. Mọi người về câu thôi. Này. Nó sử dụng công nghệ HT100 nha, công nghệ khó độc quyền, sử dụng lá thắng carbon của thằng Ben nha mọi người nha. Thì đối với con đời Ben Colic 1 thì người biết giá nó là khoảng 2.4 triệu. Nó sử dụng full metal body nha. Trọng lượng nó khá là nặng luôn. Và đối với con này thì nó sử dụng cái công nghệ là giảm trọng lượng tối đa nhất, nhưng mà nó vẫn sử dụng, nó vẫn giữ nguyên cái vẻ hầm hố nó mọi người. Đó, hầm hố nó nha. Đó, cái con này là màu đen nhám là chủ đạo rồi, đen nhám và ít màu đen bóng, và cái tay quay nó cắt xe lấy mười thao, nó khác với con kia, núm mình núm tròn, núm này mọi người thôi đổi được luôn nha. Đấy, Ben hoạt động thì êm mượt nha mọi người nha. Giá con này giá mới nó là khoảng 3.450.000 đến 3.600.000 tùy chỗ bán nha. Đấy, khi nó thay đổi vào cái ngoại hình và cái chất liệu của nó thì giá của nó cũng là khác nha mọi người nha. Nó không giống như cái đời 1 đâu, đời 2 thì tất nhiên những cái đời mới ra tất nhiên nó sẽ cải tiến hơn những cái đời cũ nha. Cải tiến hơn những đời cũ. Bên trong đây này, mới cho người coi ra. Thì anh em nào mua con này thì trong clip này Tùng đỡ con này là giá là 2.4 triệu nha, rẻ hơn con máy mới là 1.5 triệu. Đấy, còn hình cũng khá là đẹp luôn. Đấy, rồi trống nè. Vòng bi nó trên này có vòng bi nha mọi người nhé. Anh em nào mua con này giờ về lua hoặc là về câu lên xe con ngâm đồ rất là ok luôn nha mọi người, rất là khỏe luôn. Nếu anh em nào theo dõi cái kênh mà Nguyễn Chanh Vlog á, chuyên câu cá lóc á, thì lúc trước anh đó có Tùng, nói chung là Tùng cũng thích coi những clip câu mọi người, tại nhiều khi mình không đi câu đồ mình coi á. Thì anh ấy lúc trước sử dụng một cái con Shimano đã câu lua nhái thật đó mọi người. Thì những dạo này, những clip gần đây á, anh sử dụng một con Bench. Bên đó là Bench Bench Bishut 3 mọi người, đỡ câu lua size Tùng nếu mà không nhầm là tầm size 4.000 đó. Thì con đó nó sẽ nặng, con này rất là nhiều luôn nha. Con này rất là nhẹ luôn, con này 277 nha. Nếu con size 4.000 thì nó dao động phải ít nhất phải 450 cho lên, 450g cho lên. Đấy, thì con này chỉ có 277g thôi. Đó, rất là nhẹ luôn. Đó, anh em nào thích cái con này thì hốt nha. Rẻ hơn mấy mới tới 1 triệu lòng người. Giá chỉ có 2.4 triệu thôi. Đấy. Mà ngoại hình cũng rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. Đấy. Thì con này có máy này mọi người. Máy. Nếu anh em mà chốt nhanh gọn Tùng sẽ tặng kèm một cái bao ben luôn nha mọi người nha. Tặng kèm cái bao ben cho cái con máy này. Mà Tùng không biết còn bao bên không, nếu mà không có bao bên này Tùng sẽ tặng kèm một cái bao khác cho mọi người nha. Đấy, tại hiện tại Tùng có 2-3 cái bao đang đựng máy của Tùng á, thì anh em nào chốt này Tùng sẽ tặng kèm luôn.
Tiền kèm một cái bao nha. Nói chung là Tùng không biết là còn bao bên không, đỡ Tùng coi lại thứ. Đấy, Tùng sẽ tặng kèm thêm một cái bao cho anh em đựng cái máy này luôn nha. 4.000 đó, giá 2.400.000 đó. Thì những con máy nãy Tùng nói mọi người, anh em nào mua thì cọc cho Tùng 100 trước nha, thì Tùng sẽ ship cho mọi người. Đây, đó, ngoại hình nó khá đẹp luôn. Rồi tiếp tục mình sẽ qua con máy thứ con máy thứ ba nhé. Rồi con máy thứ ba trong clip này á là một con máy Benz Battle 3DX nha mọi người nhé. Battle 3DX thì con này là full hộp, mọi người từng bỏ bên nhé. Thì con Battle 3DX này là full hộp size 6.000 đó. Buổi trước Tùng bán mấy con rồi, đây thông số đó mọi người, radio 561. Cái bên con bên Covid 2 này là radio nó là 6.2 mọi người nha, dòng tua nhanh nha mọi người nha. Nãy Tùng quên nói, đây là thông số dây nó mọi người, thông số dây nó nè 0.48 vào 190m, có rất là sâu luôn nha mọi người nha. Thì trên này những cái công nghệ của nó này, trọng lượng nó là khoảng 589 đó. Đối với những cái con Ben full metal body thì cái trọng lượng của nó lúc nào cũng là khoảng 600g trở lên hết mọi người nha. Đây là núm đó mọi người, núm còn rất là mới luôn nha, đây còn mở luôn nè. Số điểm mọi người nha, núm còn khá là mới nha. Đây thì trong clip này nếu anh em nào mua cái máy này, Tùng sẽ tặng kèm theo một cái dây đai của Daiwa trị giá 50.000 nha. Đây, dây tặng kèm theo thôi. Đây, bao bên đầy đủ máy. Thì ở trong này thì có hộp sách này, lông đờn này, con này đầy đủ nha. Tại thường những con này Tùng bán giá là 2.100.000 nha mọi người nha. Thì trong clip này nếu mọi người mua con máy này á thì Tùng đổi giá cho mọi người là 1.900.000 nha. 1.900.000 con máy này, 1.900.000 đây. Đây là cái bao bên nó mọi người, rất là mới luôn đó, bao bên rất là mới. Tại quay nó này, đai này đó, Tùng sẽ tặng kèm giá 1.900.000 thôi nha. Tại bữa trước á anh kia nói lấy mà thấy anh lấy thì Tùng thôi, Tùng sẽ bán luôn, bán rẻ luôn nha mọi người nha. Thì ở trong này nó có cước sẵn rồi, cước này là cước chi lên nha. Đó, anh em nào mua về thì câu thôi, full nội luôn rồi đó. Trên này nó có thông số nó luôn mọi người, HT100 này, siết cứng bobin là kéo trực tiếp là 11.3 nha mọi người nhé, 11.3. Mọi người đợi Tùng xíu nhé, Tùng mở cái cối ra để Tùng cố định cái dây cước lại, cái dây cước nó có bung rồi, đợi xíu nhé. Nay chủ nhật mà cũng đi làm mọi người, chứ Tùng mà không có nhà. Đấy, thường anh em mua những cái đồ của Tùng thì mọi người sẽ thấy Tùng sẽ cố định bằng những cái băng keo thế này mọi người, để nó khỏi bung cước á. Thì mọi người mua về mọi người tháo ra nó cũng dễ dàng hơn nha. Tùng sẽ dán như thế này nha, đấy, cho nó khỏi bung cước này. Rồi lỡ tháo rồi Tùng sẽ nói luôn. Đấy, đây là cái cối đó mọi người, nó chạy lên 7 quạt đạn nè, cho nên thôi dùng thông số nè. Đây là bản DX bản 6.000, nó thôi dùng cái màu chủ đạo nó là màu đen trắng, radio nó 5.6 nè, và cho nên thông số cước nó nè. Đó thì cái này nó có chạy một xíu nha. Thì giá mới con này là hiện tại là 2.400.000 nha mọi người nha, size 6.000. Đó, dầu mỡ nó còn nguyên này, nè nắp nó còn đẹp nè, nói chung là con này còn khá đẹp luôn. Full hộp nha. Trong clip này Tùng bán 1.900.000, tương đương nó sẽ rẻ hơn khoảng 500.000. Đó, bên nó này, mở bên nè. Đây, càng ra tí hai bên cái rotor này mọi người, còn khá đẹp luôn. Đấy. Đấy. Đẹp nha mọi người nha. Đấy. Thường thường con này Tùng bán là 2.100.000 á, thì trong clip này Tùng bán 1.900.000 thôi. Tùng sẽ quay cho mọi người coi nha. Thì con này còn êm mượt nha mọi người ạ. Con này là nguyên zin êm mượt.
mấy cái tay vịn răng vặn này mọi người dặn vô cái ren nó thì nó sẽ vô nha mọi người nha, hoạt động thì êm mượt cho mọi người nha, không bị lỗi lầm gì hết, bên đồ mở đồ cũng yên nguyên hết. Đấy, size 6.000 về cho 10 về chơi tiết kiệm được khoảng 500.000 cho mọi người nha, giá 1.900.000 nhận kèm theo đai full hợp đầy đủ luôn, không thiếu thứ gì luôn. Đấy, êm mượt nha. Này, con này thì nó có một cái vết chấm ngay chỗ cái miếng ốp này mọi người, đây là miếng ốp thôi nha, không có gì hết đâu, vết chấm này. Đấy, trong máy nó còn đẹp luôn này. Clip này tụi làm hơi dài một xíu nha. Đấy, con này full hợp thì giá mới nó 2.4 triệu, tuần bán con này 1.900.000 nha. Thì cái con này mọi người, cái nắp nó này thì nó hơi lỏng nha, thì cái nắp này về mọi người dán keo lại giúp Tùng nha. Này, cái nắp này này, cái nắp bên này này, thì cái nắp bên này thì nó sẽ đổi qua đổ lại, nó sẽ đỡ khỏi vô bụi vô nước này mọi người. Đấy, thì mọi người về mọi người dán lại giúp Tùng nha, dán lại hoặc là gia cố lại. Đấy, cái găng nó này, cái găng nó thì cái anh khách anh dặn hơi mạnh tay á, nên nó hơi tuột mút xíu này. Đấy, mọi người dặn vô thì mọi người cố định thôi, nó không có rớt đâu, nhưng mà nó lỏng quá mọi người, nó hơi tuột gai một xíu. Đấy, này nó vẫn dính nè, nhưng mà nó hơi tuột gai nha mọi người về mọi người dán keo lại cho luôn. Đây nè, mọi người lấy dán keo sữa cũng được, đây dòng răng nó bên trong, mọi người dán keo sữa bên trong này thì mọi người cố định luôn để nó khỏi vô bụi vô nước. Thì anh em nào xài bên nào thì cố định bên đó luôn Tùng nha. Đây, cố định bên đó Tùng luôn. Đấy, thì nó có một cái khuyết điểm như vậy nha, thì anh em nào mua về anh em dán lại thôi. Đấy, nắp này nắp zin đó nha mọi người, không phải là nắp khác nha mọi người. Đây là mua gì thì cố định giúp Tùng luôn, giá là 1.900.000 cho con full box full hộp đầy đủ luôn nha mọi người nha. Đó, bên Battle 3D thì con bên này nó xài rất là ok luôn, anh em rất ít thanh lý con này luôn. Đó, anh em mà thích thì cứ liên hệ Tùng, giá 1.900.000 full hộp tặng kèm một cái đai đai qua trị giá 50.000 nữa Tùng tặng kèm luôn. Đấy, rồi tiếp tục trong clip này là cây cần cuối cùng, đây là cây cần bên rubber. Đấy, cần bên rubber 4 khúc đó, nó có cái hộp đựng luôn nha mọi người nha. Anh em đã mua thì Tùng sẽ gửi cái này luôn, Tùng sẽ bao ở ngoài thôi, Tùng sẽ gửi cho anh em này đó, gửi anh em này thì nó sẽ chống va đập này, cái hộp này rất là cứng luôn. Đây, Tùng sẽ mở nè. Thì con bên rubber này cây bên nó có hai cây nó có hai dạng mọi người, một là cái bên rubber này thì chất lượng nó cao hơn thì giá tiền nó cao mọi người. Đây, còn đầy đủ nha, hộp bao đầy đủ nè. Còn một cái bên kia nữa thì giá nó sẽ thấp hơn, thật khen nó là khen 7 màu. Đây, lấy cho mọi người nha. Thì cái cây cần này thì giá chiều dài nó là 24 mọi người. Mọi người đi đánh nè, bạo lực nè, đánh hồ nè, đánh sông đều được luôn. Với lại là mình vác đi nó rất là tiện luôn. Cái này cái 4 khúc nha mọi người nha, 4 khúc cái bên 4 khúc. Anh em là chơi cái bên này rồi thì biết. Đấy, cái này mọi người mở ra nha, có cái gắn ở dưới này mọi người, cái này hơi chặt xíu cho mọi người thông cảm nha, và mọi người không thích thì mọi người gắn lại. Đây, nó có trầy nhẹ nha mọi người nha. Này, mọi người coi này, hoạt động bình thường hết nha. Giá con này là 1.750.000 nha, giá mới ở các shop bán nha. Có những shop bán là 1.700.000, có chỗ bán là 1.750.000. Ở cái chỗ này thì cầm cám mọi người, cầm này, khi dính cá người cầm này. Đấy, thì nó hơi hơi tróc này mọi người, hơi tróc này, hơi tróc cái dạng mà cái dạng mà sơn đen đó mọi người. Đấy, nó hơi trắng trắng này. Đấy, cây này có 4 khúc nha mọi người, một khúc này, đây khúc nói thứ hai đó mọi người. Đây, carbon này, chùm này vô này. Đấy, rubber nha mọi người nha, tem nó này, đây thông số đó mọi người. Đấy, cái này là carbon nha mọi người, câu ở dưới điện cao thế là hạn chế nha. Khoen nó là khoen Fuji nè, kiềng trắng xám nha mọi người nha, khoen Fuji kiềng trắng xám. Đấy, khúc thứ hai là khúc thứ ba đó mọi người, kiềng trắng xám khoen Fuji nha, Kamuji mọi người thở câu nước mặn được luôn nha. Đó, nó có 4 khúc rất ngắn luôn, anh em đi câu á thì nó tiện. Đây,
khoen bình thường hết nha mọi người nha. Đây, niềng chân xám có 4 khúc. Đây. Thì trong clip này Tùng bán cây này giá 1.250.000 nha mọi người nha. Cây ben rubber là 1.250.000. 1.250.000. Thì Tùng cũng mới nhận cái bịch bên Shopee nó giao Tùng á mọi người. Là cái bao vỏ cái chui cần này. Đó. Tùng mới nhận luôn, Tùng đặt lần 10 cái lần. Đây. Tùng đặt 10 cái. Tùng đặt cái màu kia mà nó giao màu lộn xộn mọi người. Đây. Size này là size L. L. Có vẻ khá nhỏ, không biết Tùng gắn nó vừa không nữa. Hơi nhỏ. Đấy. Tùng là Tùng khói màu đen à. Đây mọi người. Tùng khói màu đen mà dao màu đủ màu á mọi người. Đây. Cái này mình đặt ở trên trên mạng nha mọi người nhé. Tùng đặt ở trên mạng này. 2 này, 4 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Có 10 cái. Nếu mà cái cần này mọi người gắn vô á, thì nó không có vừa đâu, phải nảy vào. Đấy, rất cực. Lỡ đặt rồi mọi người thì lấy luôn. Thì cái này nếu mọi người mua thì mọi người mua size XL lên nha. Tại size L Tùng mua hiện tại đây là mấy size L này. Nó hơi nhỏ. Size L, L. Nó hơi nhỏ nha. Cái này thì ở bên những cái chỗ khác nó bán là khoảng 35.000 một cái sao mọi người, nó Tùng nhớ nhầm. Cái shop Hình Minh Sài Gòn mấy shop bán 35-40.000 một cái này nè. Đấy. Thì Tùng đặt trên này là về nó lòng 10 cái luôn nha, mà không ngờ nó nhỏ như vậy luôn. Cái này thì chắc là gắn vô cái cây size nhỏ mọi người. Size tầm 21 đến 24. Nếu cần cầu lua ok. Chứ nếu mà găm vô những cái cần cầu ngâm á, nói chung là Tùng nói thôi, đỡ anh em nào mua sâu á thì chú ý thôi, cho Tùng mua size nhỏ mọi người. Đấy. Thì anh em sẽ gắn vào những cái cây cần mà cái đích nó nhỏ hơn nha. Thì tầm khoảng 1m7, 1m8 nè, 1m9 nè, 2m1 nè, 24 Tùng không biết vừa hay không nữa. Tùng chưa thử. Nhưng mà đối với những cây mà tầm 2m7 trở lên á thì Tùng nghĩ nó không vừa đâu, tại vì cái này nó khá là nhỏ luôn. Nè, khá là nhỏ luôn. Nè cái tay Tùng nè. Khá là nhỏ nha mọi người nha. Đấy nên mọi người chú ý này. Rồi ok. Thì trong clip này thì Tùng cũng nói hết rồi mọi người, thì anh em nào mua cái nào thì cứ liên hệ Tùng. Đấy. Giá cây bên này thì mới là 1.750.000 thì Tùng thanh lý là 1.250.000 nha. Đấy. Còn máy Biomaster này mọi người. Size 4.5, size thực đó là 6.000 thì Tùng thanh lý con máy này là 600.000 nha. 600.000. Rồi. Còn máy Benz Colit 2 này. Đấy. Trọng lượng khá nhẹ, size 4.000. Mọi người về câu lua khá là ok luôn. Thì con máy này giá mới là khoảng 3.6 triệu. Đấy. Thì trong clip này Tùng sẽ thanh lý con máy này là 2.4 triệu nha mọi người nhé. 2.4 triệu. Đấy. Rồi còn con bên DXT kia thì giá mới của nó là 2.4 triệu. Thì trong clip này Tùng thanh lý là 1.8 triệu nha. Rồi cái nắp kia thì mọi người về mọi người dán lại mọi người câu thôi, không vì vấn đề gì hết nha. Rồi ok. Nếu mọi người thấy hay đó là một like, một đăng ký giúp Tùng nha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Bye bye.